Các bạn ha, đây có new một cái folder, cái này Node.js có tạo cái lớp mình là LT14303, cái này là demo bài 6, được chưa? Full đi ha. Okay. Làm được sau này cô còn nhớ thì cô còn xóa bớt, từ nhiều thư mục quá nó sẽ rối. Đây cô sẽ tạo, đầu tiên là các bạn tạo một cái file server, cô để là app cái app nhé, .js, cái này cô ghi là file server ha. Ok, sau đó cô sẽ tạo cái package JSON để cô lưu các cái cấu hình, các cái file cài đặt ha. Cái này cô để là npm, chạy câu lệnh npm init. Ok. Đó, cái này cô enter thôi, không cần mô tả nhiều những cái keywords này ha. Yes. Đây package JSON nè. Ok, cái này sau này các bạn có thể thêm vào được. Bởi này các bạn thêm vào được, cái này không quan trọng, được chưa? Rồi, bây giờ cô cài đặt một số cái thư viện cần thiết nè. Thư viện thứ nhất, cô làm rất là chậm nha các bạn. Các bạn làm theo tí nữa nộp bài cho cô ha. Đấy, cô vừa làm vừa demo, vừa hướng dẫn các bạn, tí nộp bài luôn cho cô. Được chưa? Còn bạn nào mà không làm được MongoDB thì cô sẽ gửi cái file của cô cho các bạn test ha, gửi file của các bạn test. Các bạn phải làm theo. Để bạn nào là cô ơi, em chưa kịp làm cái MongoDB, tôi sẽ gửi cái link của cô cho các bạn test thử. Và khi để test thì chạy trên cái server của cô luôn. Ok. Cái này là các bạn cài đặt, cái đầu tiên là các bạn cài đặt Express, là các bạn là cài đặt là npm install --save Express. Enter ha. Cái này cài nhanh, các bạn có thể cài một lúc nhiều cái thì cách nhau bởi dấu phẩy, à dấu cách, nhưng mà thôi ta sẽ chạy từ từ thôi. Ok, rồi xong được một cái package. Package thứ hai là cái package mà cô chạy cái parser, body parser ha các bạn. Cái này body parser, Ok, cái body parser này là để các bạn dùng, các bạn để thêm sửa xóa, các bạn dùng cái post, phương thức post của cái form ha. Đó, ta dùng cái body parser. Rồi package thứ ba các bạn dùng đó là NodeMon, để các bạn chạy cho nó khỏi phần cần phải restart lại cái server thôi ha. NodeMon, ok, đấy. Rồi package thứ tư, là package mà ta sẽ phải làm kết nối với MongoDB, đó là Mongo OSE, là Mongoose đó, ok. Chưa, đấy cô tạm thời cô cài mấy cái đấy, còn mấy cái mà bên nhóm, bên tutor hướng dẫn các bạn ấy, không phải là đi nhanh hơn, mà các bạn đấy hướng dẫn thêm cho các bạn một số cái nữa. Ví dụ như hướng dẫn các bạn dùng cái xác thực nè, dùng cái passport nè, dùng cái lưu trữ cookie nè, dùng cái đấy nè, các bạn thêm vào. Đúng không ạ? Các bạn thêm vào. Đấy, thì những cái gì, những cái bạn đấy hướng dẫn rồi thì cô sẽ không nói lại nữa, mà các bạn add thêm vào. Và nếu như bạn nào mà không làm được, nếu mà làm, các bạn làm được những cái đó thì các bạn làm cộng điểm, còn nếu các bạn không làm được thì các bạn làm được tối thiểu, các bạn làm được cái mà cô yêu cầu là được, được chưa? Đấy, cho nên là tại sao mà cho các bạn thêm cái phần gọi là tutorial nữa là tại vì như vậy. Đấy,
và các cái giáo trình các bạn tutor đưa ra thì cái đấy là cô cũng là đề, tức là đề nghị các bạn đưa vào cái giáo trình, cái lịch trình các cái API. Thực ra là viết REST API thì ở đây trong cái giáo trình nó không có, các bạn không có, cái đấy là thêm vào thôi nhá. Thì cô sẽ phải đảm bảo là các bạn làm được cái tối thiểu cái đã. Đấy, cái tối thiểu các bạn chưa làm được thì các bạn không cần phải làm thêm. Các bạn làm được cái tối thiểu rồi thì các bạn sẽ làm thêm những cái khác. Được chưa? Rồi, cái này là các bạn đã có mấy cái anh này rồi. Đấy, Body Parser này, Express này, MongoDB này. Đó, NodeMon. Cái này là tạm đủ. Được chưa? Đấy, tạm đủ. Các bạn khai báo thêm cho cô cái dòng code này nữa. À, để các bạn khi các bạn gọi thì các bạn sẽ gọi start thôi, npm start thôi. Ok, hai chấm. Cái này cô sẽ gõ là NodeMon. À, tới cái file app của cô, app.js khởi động rồi. Ok, cái file server này thì đầu tiên các bạn cài chạy cho cô là constant HTTP này, require. Cái này cô có thể copy cho nó nhanh nha, gõ nó mất thời gian. HTTP này. Đấy, thì cô sẽ copy ở bên cái trang bên kia sang cho nó nhanh. Cái app này. Đấy, các bạn có HTTP này. Các bạn có cái Express này. Dùng. Ok, Express này. Chưa? Cái thứ hai là dùng cái body parser thì tôi là dùng sau. Cái MongoDB này. Control-C này. Đấy. À, và chạy cái này, ta cài ta ta khởi tạo cái app Express. Cái này cái hàm dừng, cái hàm này là hàm dừng của Express ha. Cái này ta cứ gần giống như cái constructor vậy đó. Gần giống cái constructor vậy đó. Ok. Rồi xong rồi các bạn tạo server này các bạn. Tạo server nhá. Cái này các bạn cũng có thể copy. Cái này các bạn không nhất thiết phải gõ, mất thời gian. Cái này copy rồi bạn đang hỏi gì cô này? Cô quay màn hình, có quay nha cô, có quay màn hình này em. Ok. Đâu rồi? Đấy. Đây là các bạn khởi động với cái này là 3.000, giống như vậy các bạn khởi động với 3.000. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn kết nối với cái kết nối, cái cấu hình kết nối cô để đây. Tức là các bạn có thể tạo một cái file config riêng. Các bạn gọi file đó, tức là nó là tạo một cái module đó. Cái bài 2 chúng ta vừa học với cái module đó. Thì ta tạo module, ta export cái module đấy. Thì ta có thể tạo một file config hoặc là các bạn để luôn ở đây cũng được. Để luôn ở đây cũng được ha. Đó, Lê Văn Nam điểm danh. Ok. Ok. Config. À thì config thì chứa cái này thôi em, chứa cái file cấu hình này thôi. Chứa cái Mongo thôi chứ không có gì hết nha em. Cái đoạn này nè, thay vì các bạn viết trực tiếp vào đây thì các bạn viết tách ra một file chứ không có gì. Hiểu không? Hiểu không Kiên? Đâu để mua. Alo Kiên, nghe không? Đây, Nam nè. Điểm danh cho ông Nam, không ông 5 buổi xưa như rồi. Đấy, không quên cái là ông mất tiêu. Cô mất công, cô lại phải cập nhật lại nữa. À, ok. Trời ơi. Rồi mình gọi nó sao ơi. Rồi mình gọi nó sao cô hả? Module bình thường, module thì các bạn gọi sao? Module thì gọi sao? Đây này, chỉ cho em coi nè. Ví dụ cái này em export nó ra. Export nó ra đúng không? Thì gọi tên, cái tên file. Cái tên file đâu, em gọi require nó sẽ gọi tên chấm cái này export. Hay là module các bạn cũng có thể export nó ra. Module đặt tên file xong gọi tới cái module của nó. Hay là module public đấy, các bạn coi thoải mái root. Các bạn gọi cái này tôi để là tên root, tôi cái này export ra router, tôi gọi ra router thôi, có hiểu không? Đây nè, tôi gọi nè, đâu rồi cái router, tôi gọi đâu cái router này. Ví dụ các bạn đặt tên cái file, tôi gọi đến cái router đấy, category gọi đến file, thì các bạn một là gọi trực tiếp từ nó hoặc là gọi cái này chấm đó.
Thì các bạn tôi cái này bữa mô đun học rồi, cái bài mô đun học rồi nhớ không? Trời ơi chết cha, làm cho vui thôi. Đúng rồi, phải require chính xác, constant connect require. Ví dụ cái này thì các bạn lấy, các bạn ví dụ như là đấy, vì connect db require cái gì đó, xong các bạn có phương thức thì lấy connect db chấm cái gì đó, hiểu không? Có phương thức thì các bạn lấy cái phương thức này chấm, nhưng mà cái phương thức đấy các bạn phải được export, không export thì nó không hiểu. Ok đấy, chết cha, không dùng lại là quên nha, không dùng lại là quên nha. Rồi tí nữa tôi sẽ nhắc lại mấy cái này. Ok rồi, tùy các bạn dùng ha, thì các bạn để cũng được. Tại vì thực ra là cái file này nè, cái file app này của cô nè, cô cũng không để gì nhiều ngoài cái để một cái là cái connection này. Thì các bạn có thể dùng cái config để các bạn cấu hình đó, hoặc là các bạn không thì thôi ha. Còn trong cái hướng dẫn mà ví dụ như hướng dẫn của mấy bạn tutorial, các bạn cũng để cái config riêng thì tùy các bạn để sao cũng được đó. Ok rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn kết nối MongoDB ha. Ta vừa cấu hình xong rồi nhá, cấu hình xong nè, đâu rồi cái file cô đâu đây, tức là vừa tạo cái server nè, tạo server xong rồi. Thì bây giờ các bạn, cái server này là server của Node ha, server của Node. Thì bây giờ cô sẽ kết nối với cái MongoDB. Ok thì bạn nào mà chưa có MongoDB thì cô lấy, thì lấy cái MongoDB của cô. Thật ra cô cũng có mấy cái lận, nhưng mà thôi kệ, mình cứ làm trên một cái đi. Đấy thì cái câu lệnh kết nối sẽ như sau. Có cần cô hướng dẫn lại tạo cái MongoDB nữa không? Đâu nhóm của mình đâu? Phải export nha, export có chữ S nha. Rồi lớp mình có ai cần cô phải lướt qua cái MongoDB nữa không? Yes no, để nhanh nhanh để cô tiếp tục nào. Em không có. Rồi ok, còn những bạn khác thì sao? Nam nè, Quốc nè, làm lại hả? Ok Trung Khải, trời ơi hôm trước em nghỉ hả, em cũng thật tha chứ bộ. Rồi ok, con sẽ hướng dẫn lại MongoDB đây. Thì các bạn đầu tiên cô sẽ không hướng dẫn lại theo kiểu là tạo một cái mới nha, tại vì là cô bây giờ không tạo mới được nữa rồi, bài của cô là cô đã tạo quá trời tạo rồi. Thì cô mở cái file guộc này nè, cái file guộc cô hướng dẫn cho các bạn nè. Đây cô sẽ hướng dẫn step by step cái này nè, các bạn làm theo cái cô là chắc chắn là chạy ha. Đầu tiên là các bạn vào website MongoDB, cái này nó sẽ khác trong cái slide ha, cái slide này không giống đâu, tôi mở ra cho vui vậy đấy, cái slide này không có giống, tại vì slide này là cái version nó cũ rồi. Đấy mấy cái này là hướng dẫn theo step, cái này là cái giao diện nó không giống nữa nên mở ra vậy thôi. Mà cái bài 1 này, bài 6 này cũng chỉ là cái file để các bạn tạo cái MongoDB thôi, chưa có kết nối ha. Đây cái này này, các bạn vào cái MongoDB, xong các bạn vào, các bạn try free hay start free nè. Đấy bạn nào có account rồi thì sign in, còn bạn nào chưa có account thì bắt đầu vào từ đây. Đấy cô phải lấy một cái cao khác của nhóc của cô để cô làm á. Đấy đây, cái này là nó sẽ có cái giao diện như thế này, các bạn đăng ký đó. Đăng ký xong thì nó sẽ hỏi các bạn, cái này bữa trước nó một lần rồi ha, các bạn về làm thôi ha. Sẽ hỏi các bạn là chọn mấy cái này, thì các bạn chọn cái free ha. Chọn cả free thì chọn, sau đấy chọn cái server để lưu trữ cái dung lượng các bạn ấy, cloud server. Thì các bạn chọn một trong ba anh này đều được, mấy anh này nó show ra đây đều là free hết, đúng không ạ? Đấy ở đây các bạn chọn bất kỳ một cái server ở cái vùng nào đó tùy các bạn ha. Ok sau đấy các bạn chọn cái create cluster, còn nếu bạn nào muốn cấu hình thêm á, thì cô có thể kéo xuống, tức là khoan là bấm là kéo xuống, các bạn sẽ thấy là đặt lại tên cluster. À ví dụ ngày xưa cô đặt cái tên cô là ví dụ PT 13309
tức là cái đấy là đặt lại cluster, tên cluster không thì để nó sẽ để là cluster không, thì cái này không quan trọng, cái này thì nó không quan trọng cho nên các bạn không đặt cũng được đó. Sau này các bạn chọn create cluster đấy, thì bởi vì là bữa trước là cô demo thì một số bạn là bị mạng bị chậm á, các bạn là các em làm không kịp, một số bạn thì làm kịp. Ok, và đây các bạn để tạo cái user để các bạn truy xuất thì các bạn vào bên tên menu bên trái, các bạn sẽ thấy cái chữ là data access, database access, các bạn chọn là add new database user, các bạn chọn user đặt đơn giản thôi, SA và đặt 123 thôi. Ở cái này là nó sẽ mã hóa, nó generate các bạn ra một cái mã password mà bảo mật thì không cần. Thực ra là các bạn demo mà, còn sau này các bạn mà lập trình thật sự á thì các bạn mới cần bảo mật cao cho các bạn, các bây giờ có để đến 123 cho dễ nhớ. Không thì mỗi lần các bạn vào, các bạn phải vào các bạn kiếm lại password mà rất là mất công. Các bạn cô để là SA là System Administrator, cái này cô để là 123. Ở đây một là các bạn để Alert Admin, để admin là quyền lớn nhất hoặc là quyền read write. Đây các bạn chọn thì để cái admin cũng được ha. Đấy, cái này chỉ có read thôi, cái này thì custom role là người ta không làm gì được cả, người ta chỉ chạy chương trình thôi hoặc là xem, không như không làm được cái gì cái này hết. Ok, lập trình thì không ai chọn cái này. Lập trình ta chọn admin hoặc cái thứ hai thôi. Sau đấy các bạn add user. Add user xong thì người ta khuyến cáo các bạn làm tiếp cái bước thứ ba đó là tạo cái IP address, các bạn truy xuất white list IP thì các bạn chọn, thực ra có hai cái IP, các bạn chọn vào network access, các bạn chọn add IP thì có hai cái IP, thì IP thứ nhất là current IP address và hai là allow access from anywhere, tức là có thể cho phép truy xuất từ bất kỳ nơi nào thì chọn hai, một trong hai cái hoặc chọn một cái allow access đều được, đúng không ạ? Thì chọn cả hai cũng chả sao, hoặc chọn ít ra là chọn cái này nè, chọn cái allow này nè, đấy thì chọn cái allow này đấy, thêm cái IP là wide nè, wide nè, được chưa? Allow access anywhere nè, được chưa? Confirm, tức là cả hai cái IP này được kích hoạt, hoặc các bạn kích hoạt một cái IP là 0000 thôi, nó tự động nó nhận ha, các bạn cũng không cần phải truy xuất qua cái IP này, nó tự động nó nhận đấy. Các bạn cái này đừng có làm cái load data sample này nè, đừng có làm, tại vì bữa trước bạn Vinh bạn làm thì các bạn thấy là nó sẽ sample lên tận 300 mê là đó, thì nó rất là nặng, nó nặng thì nó có thể làm cho các bạn chậm truy cập, nó chậm. Thì bữa trước bạn Vinh connect của bạn Vinh không được, cô connect thì lại được, nhưng mà phải xóa hết đi cho nó khỏi. Cái này là cô demo chơi thôi chứ cái của cô không ẹt, cô ẹt cái máy cái cao khác, cao của cô không ẹt, đúng không ạ? Đấy các bạn vào các bạn coi ví dụ của nó, sample của nó để học tập thôi. Các bạn nếu như có mấy cái account của cái Gmail á, các bạn đều có thể tạo hết được, cho nên cái này các bạn có thể tạo để các bạn xem ha. Đấy ok, rồi xong đến cái phần connect DB, cái này cô demo trực tiếp cho các bạn luôn tại vì cái này thì không có gì. Kết thúc phần 1, sau đấy là vào tạo kết nối, thì cô gửi cho các bạn cái file kết nối này rồi, đúng không? Các bạn kết nối sau để các bạn mới xem thêm sửa soạn. Ở đây cô làm demo trên một cái dữ liệu là món ăn, đúng không ạ? Món ăn đó, ID là không tạo, system là tự sinh tên món để chuỗi giá để number string để cái này, còn loại ID để object tức là để phân loại á, tức là để cái tham chiếu, để cái tham chiếu. Ok. Đấy ok, thì cái đấy là cô đây cái group cái folder của cô để là như thế này, đúng không? Cái folder để như này, ok, cô sẽ tí nữa làm y chắc như vậy cho các bạn coi đó. Okay. Đấy, cái này thì cô demo cho một lớp khác, thì tí nữa cô sẽ nói các bạn cái này. Đấy, file app thì nó gồm cái gì đó, file này thì gồm gì đó, tạo cái controller như thế nào, đấy, có add như nào, view thế nào, view này là cái form đơn giản đấy, thêm cái này vào vào app để các bạn sử dụng ở chạy chương trình đó. Ok vậy thôi, bây giờ cô sẽ qua cô lại cái connection nhé. Các bạn vào cái MongoDB, MongoDB
Đấy, các bạn đăng nhập bằng cái account của mình, như cô đăng nhập bằng sign bằng account của cô. Ok, cái này đã làm nhiều rồi. Cái khúc đầu các bạn mở cái file cô, các bạn làm theo là nó chạy ha. Đấy, cái này chắc chắn là nó chạy. Next. Đúng không? Password. Đấy. Ok, login. Đây, các bạn muốn xem, đây là cái database của cô nha. Được chưa? Các bạn muốn xem cái dữ liệu thì các bạn vào collection nè. Để các bạn coi cái cô dữ liệu. Sao chậm dữ ta? Đấy, các bạn lên Classroom, các bạn lấy lại cái file ha. Collection này các bạn có cái dữ liệu của chúng ta này. Một số bạn là đào về, các bạn làm cũng được. Cái cơ sở dữ liệu cô đang dùng là cái cơ sở dữ liệu test. Đúng không? Test. Thì test này là do các bạn khi kết nối các bạn đặt tên cho nó là test thôi. Các bạn có thể đặt tên khác. Lúc kết nối các bạn đặt là test thôi. Đây, test này các bạn. Đấy. Ok, các bạn có thể đặt tên khác. À đây thì các bạn có cái dữ liệu này, category này. Là bữa trước cô demo cái category. Ok. Đấy, category này. Nó chạy hơi chậm. Đấy, nó có nè. Category name nè, description này, cái ID của nó là cái định dạng của nó, là cái kiểu của nó, object ID nè. 1122 này, menu bữa trước cô demo nè. Menu nè, xuất cha lại bấm nhầm. Đó, collection. Đó, thì các bạn có thể coi như vậy. Rồi connection nhá. Connection nè. Connection thì các bạn vào connect nè. À, các bạn vào cái thứ hai nè. Connect your application nè. Các bạn thấy cái chuỗi này không ạ? Cái chuỗi này nè. Các bạn copy cái chuỗi cho cô. Đấy, các bạn mở cái chuỗi connection. Đây cái chuỗi connection. Đây. Thì ở đây các bạn cái chuỗi connection này nè, thì đây là cái username nè. Thì cái password đó các bạn thay cái chỗ này cho cô nè. Cái chuỗi này thì nó các bạn copy vào đây nhá. Copy vào đây nè. Cái chuỗi đấy là ở đây các bạn nè. Ok. Cái chuỗi này đây, bữa trước là cô demo là cho bạn của bạn Quang đúng không? Của cô là cái này. Đấy, nó khác cái cluster nè, khác cái link nè, đường dẫn nè. Thì đây các bạn thấy là cái chuỗi này nè, các bạn xóa cái chỗ password này đi. Xóa cả dấu móc vuông, móc nhọn này luôn nè. Các bạn để cho cô là 1, 2, 3. Đó, chỉ cần sửa cái chỗ password này thôi. Copy nguyên cả cái chuỗi này đưa vào. Đó, ok. Vậy thôi. Đấy, nhớ là xóa lại. Đấy, cái này là chắc chắn là các bạn phải làm giống như vậy nhé. Làm sai là nó không có nhận đâu. Đấy, đây là tên của cơ sở dữ liệu nè. Cái test đằng sau nè. Đấy. Thì các bạn có thể đổi tên này. Đổi tên là nó ngầm định là test thôi, các bạn có thể đổi. Không đổi thì để nó cứ để test vậy đó. Ok, chả sao cả. Ha, tùy. Bạn nào thích đổi thì đổi. Ok. Đấy. Thì bây giờ các bạn lấy cái connection nha, cô vừa làm hướng dẫn xong cái MongoDB. MongoDB. Thì bây giờ các bạn copy connection này, nhìn nè. Đầu tiên là cái chuỗi connection nè. Ok. Đấy, các bạn tất nhiên các bạn phải import cái MongoS nha. Đấy, các bạn copy nè. Nhá. Cái này các bạn copy thôi cũng chả cần các bạn phải nhớ đâu. Đấy, cái này là cấu hình nè, cái này. Thì cô sẽ đổi. Ồ, cái này cô tắt mất tiêu rồi. Bây giờ cô lấy lại nè, copy lại anh này nè. Cô sẽ đổi cái đường dẫn này nè, các bạn thấy không? Cô xóa anh này đi. Ctrl V nè. Thấy chưa? Của cô nè, đúng không? Và chỗ này cái password các bạn đổi lại, cô đổi lại xóa hết nè. Cô đổi lại thành 1, 2, 3. Được chưa? Đấy, đưa nó lại. Ok. Rồi. À, xong.
các bạn copy tiếp nè, rồi connect nè, MongoDB nè, chấm connect nè, đây nè, đến cái đoạn này nè. Đấy. Thì bữa trước có một bạn hỏi cô là nếu cô ơi, bây giờ làm sao biết nó thành công hay không thành công, thì nó sẽ báo lỗi đây các bạn. Tức là nếu như cái mấy cái tham số, cái đường dẫn nè, cái đầu đầu tiên là đổi số thứ nhất là cái đường dẫn nè, để nó connect nè. Đây cô enter nó lên nè, đó cái đường dẫn này connect nè. Đổi số thứ hai nè là các cái thông số này nè, à đây là unified topology, mấy cái thông số này các bạn set cho cô Chu. Mà nếu các bạn để cái này, không để cái này nó cũng được, nó không báo lỗi, hoặc là các bạn không để cái khúc này nó cũng không sao cả. À nhưng mà mấy thông số này các bạn không set thì nó không connect, nó không cho các bạn connect. Các bạn để Chu thì các bạn cho nó connect. Ok. Thông số thứ ba các bạn là thông số này là để các bạn nó là một cái dạng là callback function. Callback function tức là cái hàm được gọi ngược lại. Cái hàm này á ta gọi là error function này các bạn, nó gọi là error function nè, cái đổi số đầu tiên là đổi số error. Đó, thì nếu như lỗi, nếu lỗi nè, nếu có lỗi nè, if error thì nó sẽ báo lỗi. À, là nó lỗi. Và lý do lỗi nó sâu ra, nó thông báo các bạn đọc, chịu khó đọc cái lỗi này, nó sẽ báo ra. Ví dụ như là bữa trước là Vinh là bị connect timeout, đúng không ạ? Hoặc là bị một lỗi gì đó. Ví dụ các password đầu tiên là bạn đặt password không đúng thì nó báo là bị authentication, tức là cái đăng nhập nó không có đúng. Thì khi báo lỗi các bạn phải đọc cái lỗi này cho cô xem lỗi gì. Các bạn nếu như không hỏi được ai, các bạn có thể lên mạng các bạn search, copy cái lỗi này nè, copy cái lỗi mà lúc nó báo ra, các bạn search xem lỗi đấy giải quyết như thế nào. Ok, là được. Đấy, thì cái này các bạn chịu khó một tí. À, nếu như các bạn không sửa được thì nhờ bạn bè sửa, nhờ cô sửa, cái đấy chuyện rất bình thường. Nhưng mà cứ lỗi các bạn sửa không được, các bạn phải hỏi. Ok, để các bạn đảm bảo các bạn chạy được. Đấy, thì nếu như không có rơi vào lỗi thì nó sẽ báo các bạn là successful. À, tiếp tục các bạn mới thêm cái dòng promise. Cái promise này là nó cam kết, tức là global, cho các bạn phép các bạn có thể truy xuất, tức là xác thực lại lần nữa. Một số cái hướng dẫn nó sẽ không có cái dòng này đâu đó, các bạn lưu ý cái chỗ này. Và sau đấy tạo DB là bằng cái Mongo connection, đúng không ạ? Đó, Mongo OS connection đấy, ok, được chưa? Đấy, nó cũng vậy. DBON chạy cái database này. DBON thì các bạn biết rồi, học cái gì ạ? Học cái query ở trong React Native, ở trong cái chỗ Firebase, đúng rồi các bạn. On là các bạn gọi là runtime á, cho nên các bạn kết nối runtime á, kết nối ngay lập tức á các bạn. Đó, on các bạn làm Firebase, các bạn có hai cái hàm để các bạn kết nối là hàm on và hàm onser. Thì answer là kết nối các bạn một lần đầu tiên thôi, select lần đầu tiên thôi, những lần sau nó sẽ không cập nhật. On thì nó sẽ cập nhật liên tục, kiểu như vậy ha. Thì đấy, cái này là cái câu lệnh của phương thức kết nối của cái DB database. Đó, DB on. Ok. Rồi bây giờ các bạn sau cái phần kết nối là xong. Đó, là được cái phần cái app. Cái này các bạn có thể chạy và kiểm tra kết nối có thành công hay không. Thì các bạn chạy thôi, chạy là npm start. Đấy, chạy có lệnh start. Các bạn kết nối. Đấy. Thì nó bảo là connect Mongo successful, là connect thành công. Đúng không ạ? Connect thành công. Đó, nó không bị lỗi. Được chưa? Là xong phần thứ nhất, là các bạn vừa xong cái kết nối vào MongoDB. Ok. Rồi, tôi tạm dừng một tí nè. Ta sẽ tạo các cái thư mục như sau. Thư mục đầu tiên là cái, đây cô hướng dẫn các bạn là cái view, là thư mục chứa các cái giao diện. Cô ơi, cô em có gửi cái lỗi cô xem nhiều em đúng không? Gửi cái lỗi hả? Ok, chờ cô tí nha. Thôi được rồi, để kệ nó đi, để cho nó ghi. Gửi lỗi ở đâu? Đây. Cannot connect because query server. Cái lỗi này hình như là lỗi giống bạn
bạn lý chiết hôm qua đúng không? Query server, query server. Rồi em mở lại cái bài của em đi, coi xem là gì. Lỗi này giống cái lý triết hôm qua nè. Query server. Rồi mở bài của em đi. Mở bài của em đi Thư ơi. Dạ, cô chờ em xíu ạ. Đấy, bạn Thư ok nè. Tức là mình làm mình lỗi mình hỏi liền. Hỏi liền. Cái khúc sau thì cô chỉ cần giải thích thôi, chứ các bạn cô giải thích các bạn hiểu là các bạn làm được à, khúc sau á. À, dễ lắm. Không khó đâu các bạn, không hề khó nha, cô đảm bảo các bạn là không hề khó. Chỉ cần cô giải thích các bạn biết là làm được. Chỉ có tại vì các bạn không hiểu thôi. Đấy, cô giải thích các bạn hiểu là các bạn làm được. Rồi, cái mở cái code. Ôi giời, em gì mà đây ta, em add cái sample hả? Xóa hết cái này đi nha, không nó không cần thiết đâu, xóa hết đi. Rồi mở cái code từ từ xóa, xóa sau. Các bạn mở cái code cái mẫu đây mod mod 402 user mod 402 à. Password cái này thì không có lỗi gì. Rồi qua cái Mongo của em đi. Qua chủ yếu là qua cái Mongo của em đi rồi vào cái network access đi. Rồi ok. Cái này ok. Rồi em qua cái user coi. Cái database access coi. Read write hả? Vào edit đi. Edit đi. Rồi chọn cái alias alias admin coi. Tức là của em rồi update coi. Của em là em để password 123 đúng không? Ok, thử chạy lại cái nữa coi. Ctrl C. Ctrl C, Ctrl C. Yes. Ok. Rồi chạy lại coi. Nó vẫn lỗi, từ 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 từ. Cannot connect. Em gửi cái chuỗi chuỗi kết nối của em sang cho cô test thử coi. Tức là về cấu hình là không vấn đề gì rồi đó. Em copy cái chuỗi kết nối này nè của em gửi qua cho cô. Gửi qua cái mob. Gửi qua cho cô đi em. Em gửi rồi cô. Ok. Chuỗi Mongo mob hả? Ok. Resume lại các bạn nhìn nha. Cô resume các bạn lại, các bạn cùng nhìn nha. Đây. Cô tạo một cái đường dẫn khác vào đây. Giống bằng quán hôm bữa đúng không? Đấy, căn tên V thư có sai chỗ nào, sai sai chỗ nào không nào. Đây, chạy lại nha. Cô lưu lại. Cô lưu nó cũng restart đấy. Mà tại sao nó không báo gì cả.
nó không báo gì cả. Ctrl C kể lại. Nó lỗi gì này? Nó lỗi gì nè? Nó không báo gì hết trơn, nó đang chầm nè. Từ từ nha, chờ chờ tí, nó có thể văng ra lỗi đấy, đang chờ như vậy là nó văng ra lỗi đấy. À, sao lâu dữ ta? Thử xóa hết mấy cái ấy đi. Xóa hết mấy cái database của em đi. Thử mở máy thử ra đi em. Cứ thử mở máy cô, thử ra đi cô. Cô truy vấn nó chưa ra nè. Nó chưa 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 chạy nè. Thấy không? Nó chưa chạy luôn, nó chạy chưa xong rồi, lỗi nè. Lỗi quá trời vậy. Authentication fail nè, bad authentication nè. À, sao lại bad authentication rồi nè? Username password có bị gì không? Báo lỗi nè, cái báo lỗi này phía dưới này là của cái lỗi của cái error phía dưới. À, bây giờ của cô là báo lỗi khác của Thư nè. Thư mở cái máy Thư ra đi Thư ơi. À không, Thư ấy đi, Thư đừng có mở máy nữa. Thư gửi cho cô cái CV của em để cô thử coi lại cái. Gửi cái CV của máy em đi. CV. Được chưa em? Chờ xíu cô ơi. À, rồi ok, chờ cô xíu nha, đây. Thực ra thì fix lỗi cũng là một cách học nha Ở Thư. một cách học nữa thôi.
các bạn cô Các chỉ bạn cho cố các chỉ bạn, nào cố chỉ nào cố chỉ cô chỉ cho các cố bạn chỉ nhỉ, cho các bạn nhỉ 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 trời ơi nó trời vàng ơi nó trời vàng ơi. ơi nó vàng Rồi, ok. Rồi, Ok. ok. Ok nha, thành công nha. Đây, successful nè. Đấy, cô fix lại cho bạn rồi. Ok. Đấy, cũng nhanh chứ không có gì hết. Rồi nhá, Thư. Đấy, cô không cần phải copy lại. Khi này tính copy lại để cô test thử lại nhưng mà không cần nữa. Thôi, ok. Rồi xong nha Thư, Thư test lại cái của em đi ha. Đấy cô test thành công nè. Ok. Đấy cô comment của bạn Thư lại, cô test lại cái của cô ha. Ok. Rồi là ta xong cái phần của bạn Thư. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cái phần 2. Đấy nhá, các bạn yên tâm cũng còn rất là nhiều thời gian. Cho nên là mà hơn nữa ta học chậm mà chắc. Thứ hai nữa là các bạn học fix lỗi cho bạn khác thì cũng là cách các bạn học thôi. Các bạn lần sau các bạn lỡ gặp cái lỗi các bạn cũng biết mà fix. Được chưa? Thư test thử lại chạy được thì bảo với cô nhá, bảo trên này cho các bạn nhé Thư. Rồi, cô sang cái phần thứ hai, cô giải thích cái chỗ này. Các bạn có thể làm theo hai cách, một là làm theo cái giao diện HTML bình thường, tức là các bạn làm EGS. Các bạn gọi là cái Express EGS bình thường. Hai là các bạn có thể làm theo cái handlebar. Thì dù làm theo cách nào thì các bạn cũng để tất cả những cái giao diện HTML của các bạn ấy thì là đem trong thư mục view. Cái này là thư mục cô chứa giao diện. À thì cô để là thư mục đầu tiên là thư mục view. Đây các bạn click chuột phải. Các bạn new một cái folder là đặt tên là view. Ok. Đó, thư mục thứ hai. Đâu rồi? Thư mục thứ hai là router. Root tức là chứa cái các cái hàm để chuyển trang. Tức là ở trong này các bạn là ví dụ như tôi dùng hàm tôi chịu dùng get hoặc là post để các bạn một là các bạn sẽ chuyển tới cái trang giao diện để các bạn show cái giao diện lên. Hai là các bạn chuyển tới cái một cái hàm để các bạn action để thực hiện xem thêm sửa xóa tất cả những cái đấy. Thì cái này là tôi để trong cái rootist. À, tôi tạo cái thư mục tại vì nó là chứa nhiều file cho nên cô sẽ để là có chữ S đằng sau á, đúng không? Là số nhiều á. Đấy, model là chứa các cái schema. Cái schema cái này được gọi là lược đồ dữ liệu. Cái này thì các bạn sẽ được học vào phần sau của cái Mongoose, tức là cái môn cái slide 7 á, các bạn mới học cái này cơ. Đấy, thì cái Mongoose này các bạn sẽ được học cái lược các cái schema này. Thì các bạn có thể search ở đây để học nè các bạn. Các bạn có thể search ở đây cho cô là Mongo US Scammer nè. Đúng không? Scammer Type Scammer Object. Đấy, hoặc là các bạn học tất cả những cái gì liên quan đến Scammer. Thì ở đây nó có Mongo USGS nè, các bạn vào đây các bạn coi. Thì ở đây nó có hết tất cả những thứ nè, hướng dẫn các cái guide, các cái API của nó nè. Đấy. Thì ở đây các bạn có thể xem các cái schema type đúng không ạ? Schema type, schema nó giới thiệu schema là gì và schema type có những cái type gì.
và cách nó tạo như thế nào, trên này nó có hết đúng không ạ? Thì cái hướng dẫn của nó nằm ở đây, cái doc guide cái này. Đây nó sẽ là có cái hướng dẫn là cái ở trên cái link này, cái link hướng dẫn ở đây chẳng hạn cho các bạn coi này. Ok đấy, các bạn có thể coi các hướng dẫn ở đây, cô sẽ gửi link cho các bạn ở đây. Đấy, cái này là schematize, có thể coi các hướng dẫn ở đây được chưa? Ok rồi. Tiếp theo đó là cái controller. Để tôi tạo cái model cái đã, tạo thư mục model cái đã. Model có chữ S ha, các bạn cũng tạo theo cô nha. Cái thư mục thứ ba là cái controller chứa các hàm xử lý, xem thêm sửa 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 xóa nó nằm ở trong controller. Đấy, control l đấy, ta có bốn cái thư mục như này, 1 2 3 4, cái root một nốt module đi kèm nó để đó. Ok rồi. Thiếu click nữa con. Ơi ai nói gì? Thiếu cái mục đích nữa con. À, public thì cũng được, các bạn chưa chưa thêm, các bạn thêm thì thêm, chưa chưa cần vội. Tức là public là cái thư mục mà các bạn sau này các bạn để các thư mục gì đó thì tùy các bạn thôi. CSS cô chưa cần demo rồi, ok thêm luôn. Cô chưa cần demo cái này cho nên cô chưa có cần. Đấy, để public có chữ S cũng được, không có chữ S cũng được ha. Đấy, ok. Đấy, thì các bạn nếu mà vậy thì khai báo cái public luôn ở đây cho rồi. Đúng không? Là cái gì đây? App chấm gì ạ? User cái express chấm static để cái public vô. Public có chữ S ha, thư mục để sao các bạn để vậy nhá. Thư mục để có chữ S thì các bạn để chữ S, thư mục không để chữ S thì nhìn nó vô duyên lắm, bỏ cái chữ S đi. Đấy, thì thư mục này các bạn cũng bỏ cái chữ S đi. Public là public thôi, không thể public số nhiều được, nó kỳ kỳ đúng không? Rồi ok vậy để vào đó. Rồi ok rồi này, bây giờ cô sẽ tạo một cái riêng của các bạn nha. Lớp mình là có lý triết đi, lý triết làm về gì em? Lý triết đâu, lý triết hay hỏi bài này, lý triết làm về gì em ơi? Em là sáng tắm rồi. Sản phẩm thì có phân loại sản phẩm đúng không? Dạ. Có tên sản phẩm, có rồi có lược đồ là gì này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo lược đồ. Tôi đi từ lược đồ trước nha. Bắt đầu đầu tiên là các bạn đi từ lược đồ schema. Đâu rồi, cái schema. Các bạn vào cái model. Các bạn tạo cho cô cái schema đầu tiên là new file. Là cô để là sản phẩm. Đặt nó chân chất thôi đúng không? Sản phẩm chấm model chấm cs được chưa? Đấy thì cách tạo schema này cô hãy control s là nó start. Kể nó đi. Đấy thì cái này là các bạn tạo schema nè, cái lược đồ nè, các bạn có thể coi trong cái file của cô đã tạo cái model trước là thấy không? Đấy, mongo os lược đồ. Đấy, các bạn mới tạo lược đồ. Thì bây giờ cô sẽ copy nha cho nhanh. Các bạn về các bạn gõ đi ha. Tôi copy cho nhanh. Cô giải thích cho các bạn hiểu là được rồi. Đây, cái model. Các bạn control, cô copy luôn. Control C. Ok. Control V. Đây. Đấy, thì cái này là các bạn tạo lược đồ nè. Là đây, dùng cái gọi là import ha. Require cái MongoGo nè. Xong cái này chấm schema, cái tên là tên lược đồ nè, rồi cô để là sản phẩm ha, sản phẩm schema. Cái này do các bạn đặt sao cũng được. Đấy, cái này sản phẩm schema này đúng không? Các bạn có thể đặt là product, product ha. Đấy, tôi để sản phẩm cho nó chân chất ha. Các bạn đặt product cho nó chuyên nghiệp. Thì bản triết là gồm những cột trường gì triết nhỉ? Tên sản phẩm này Dạ. đúng không, mã mã Dạ. ID không cần phải tạo, ID để các bạn để tự tạo đi, các bạn điều khiển cho nó dễ. Cái này là tên sản phẩm nè, tên sản phẩm thì là string đúng không,
yêu cầu nè, phải có tên đúng không? Max, cái này là cái số ký tự tối đa. Thì các giả sử có để 100, các bạn muốn để bao nhiêu việc của các bạn. Rồi tên sản phẩm xong cái gì nữa tiếp nhỉ? Hình đúng không? Có hình không? Có hình đúng không? Có À, tôi cũng để rồi. Có rồi. string. À, có tôi để require, tôi để phone, tức là yêu có cũng được, không có cũng được. Đúng không? Đấy, các bạn hoàn toàn có thể đặt như thế này. Hình sau để cái gì ra giá hả? Giá đúng không? Thì các bạn để number chẳng hạn. Tức là nếu nếu các bạn mà để mà nhiều cái, các bạn mà để nhiều cái lựa chọn á, nhiều option á, thì các bạn để trong mốc nhọn. Còn nếu nó chỉ có kiểu dữ liệu không ấy, thì các bạn lại không cần để dấu mốc nhọn, các bạn chỉ cần để number là hiểu rồi, hiểu không ạ? Để number là xong rồi. Đây, thì các bạn có thể theo xem ở chỗ này. Đây, nếu cái này chỉ yêu cầu chuỗi bình thường thôi, không có ràng buộc gì hết trơn, cái này gọi là các cái ràng buộc, không để ràng buộc gì hết trơn. À, thì các bạn là gì đấy ạ? À, để cái chuỗi thôi, để tên thôi. Ok, đấy kiểu Ủa như cô vậy. ơi, Ơi. cái ID với cô, cái ID là 39 để tự sinh để sao cô? Để nó tự sinh thôi, không để sao cả, nó tự add nó sinh cho em thôi, không để gì hết. Rồi còn thuộc tính gì nữa không à, Triết ơi? Tạm thời vậy nhá. Tên sản phẩm, hình, giá thôi nhá. Rồi, Dạ. thêm một cái phân loại ID nữa. Thì phân loại ID thì các bạn để là phân loại, loại ID đi. Phân phân nữa nó kỳ quá. ID hai chấm nè. Thì các bạn có thể đặt như này nè. Để cái object ID, để cái object ID thì cái object ID các bạn để là một là để object ID các bạn để, hay là để là cái schema chấm object ID, nó có cái loại của nó schema type này. Là nó có cái anh này. Đây nè, schema này, chấm type này, chấm object ID này. Đấy. Đó, các bạn có thể đặt ID của nó. Được chưa? Ok. Đây, lấy anh này đưa vào, đấy là kiểu dữ liệu của nó. Ok chưa? Vậy là bạn vừa tạo xong một cái lược đồ của bạn xong. Thế lược đồ này là cái gì đây? Tại sao lại có lược đồ? Thì bản chất cái MongoDB MongoDB á, là nó là cái, nó là không có cấu trúc, không có cấu trúc. Thì bản thân là nếu các bạn học cái Firebase, các bạn sẽ thấy là nó để là lưu text hết. Hình thì các bạn cũng, nếu mà lưu cả cái hình, các bạn phải mã hóa thành base 64 cái dạng text nữa để các bạn lưu. À, nhưng mà cái này thì cái MongoOS là nó là một cái đặc tả, nó dành riêng cho cái dữ liệu, dành riêng cho cái thằng MongoDB, và nó có cấu trúc, có ràng buộc, và các bạn nhìn sẽ thấy là giống như là các bạn tạo một cái cơ sở dữ liệu có cấu trúc vậy. Đây, nó tạo thêm ràng buộc các bạn để cái dữ liệu các bạn chặt chẽ hơn, đúng không ạ? Ok, vậy các bạn sử dụng cái này thôi, copy xuống đây, export nó ra nhá, nhớ phải export. Còn cái này các bạn đặt là sản phẩm. Ok. Đấy, export cái model này, set tên model này. Set model nó ra, đúng không ạ? Được chưa? Vừa ta vừa tạo ra một cái schema. Tạo một cái schema. Ok. Rồi, bây giờ bước thứ hai là ta tạo schema xong thì ta có thể tạo cái controller. Đúng không? Tôi sẽ vào cái này tạo controller trước nè. Ta tạo thêm cái phương thức tạo mới insert. Insert nha các bạn, để create cũng được, để insert cũng được. Thì ở đây cô sẽ tạo ra cái anh là controller. Click chuột phải, new file đặt tên là sản phẩm chấm controller. Thực ra cái phần chấm này không cần cũng được, nhưng mà cô đặt để cô biết là à, cô đang sử dụng cái này, nó là controller, còn cái kia nó sẽ là model. Ok đấy, thì ở đây các bạn tạo controller thì bắt buộc phải dùng cái schema, dùng cái schema thì các bạn phải nhúng cái require cái schema vào, tại vì anh kia anh là module mà export rồi, thì anh này các bạn là dùng require thôi, require thôi. Ok. À, và các bạn viết phương thức tạo nè. Phương thức tạo thì để tôi copy luôn, để tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn một thể. Đây. Vào đây các bạn, cái này cô chưa viết đúng không? À, bữa trước định viết nè. Bữa trước định viết cho lớp mình nè, xong các bạn không hiểu cô dừng ở đây nè. Đúng không ạ? Đấy, cô open cái mới này. Open cái kia, copy nó nhanh. Được chưa? Đâu cái anh đi vào cái này không? Ok.
Đây, cô tạo cái controller đây nha, cô copy nè, Cardona. Cô xem cái code mà bữa qua cô copy đó. Cô tạo, tại vì lớp mình cô tạo từ đầu, thành ra là cô sẽ không có lấy của lớp khác, cô mở cô coi nữa. Kéo cái này xuống ha. Đây các bạn đặt tên là cái này là mua đồ này, thì cái này không phải là menu mà ta sẽ là sản phẩm, đúng không? Sản phẩm mua đồ này các bạn lấy đúng cái tên của nó này, chấm mua đồ này, ok. Đấy, các bạn mà muốn biết nó như thế nào các bạn control click nhấn nhảy sang là biết liền, thấy chưa? Nhiều khi các bạn sai đường dẫn là các bạn bấm vào đây nó không có ra đâu nhá. Rồi ở đây các bạn đặt tên là insert, create cũng được, create để viết tắt của C á. Cái ba cái chữ là C A U D là nó viết tắt của từ là create, read, update và delete. Đấy. Các bạn để create cũng được, cái này có để là sản phẩm. Đúng không ạ? Sản phẩm. Create. Thì các bạn là new một cái lược đồ mới. New new một cái menu này. Cái menu này các bạn lấy từ cái này. Vì ta không đặt cái menu mà ta đặt là sản phẩm. À, ta sử dụng nó này, thấy không? Đấy, khi nãy bạn Kiên hỏi sử dụng sao. Đấy, bên này ta xào tàu sao, bên này ta sử dụng vậy. Ok. Ta có 4 trường. 4 trường để ta lấy là tên sản phẩm này. Các bạn nếu mà viết sợ đừng có để viết sai chính tả thì các bạn nên copy đi ha, khỏi các bạn viết nhầm. Hình nè, giá nè, cái này là loài nè, ok, được chưa? Loài nè, thì cái về request, nè, cái này response nè, cái này request chấm body chấm menu name. Nhìn vào đây là các bạn biết ngay là các bạn request cái này là dùng cái body, có nghĩa là các bạn dùng cái phương thức là post. Còn nếu cái này là để query thì có nghĩa là dùng theo phương thức get. Ok. Thì thêm sửa xóa thì ta dùng phương thức post thôi. Cái này nó giấu thông tin các bạn đi, ẩn cái dữ liệu đi. À, nó cái này là dùng để bảo mật dữ liệu ha. Rồi cái tên sản phẩm thì ta đặt là ví dụ như là ta bên này á, ta đặt trùng với cái gì? Ta đặt trùng với cái form. Thì tí nữa tôi sẽ giải thích các bạn trùng như thế nào. Cái này ta để là TXT là tên sản phẩm chẳng hạn. Ở dưới này là tôi để là txt hình, ở dưới này là tôi để txt giá, dưới này là tôi để là txt là loài id như vậy. Ok rồi, chỉ cần cái này các bạn, đặt là sản phẩm nha. Thì cái này là sản phẩm này các bạn chấm save là nó tự động nó sẽ lưu vào, nó sẽ cái phương thức này nè. Phương thức này ở đâu ra? Phương thức này là của anh MongoOS, nó hỗ trợ các bạn. Các bạn chỉ cần nhấn save thì nó sẽ lưu trữ các bạn lại vào database theo cái lược đồ này luôn. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Cái này các bạn, cái này là sản phẩm. Sản phẩm. Ok. Rồi vậy thôi. Ta xong được một cái phương thức, cái này là mới một phương thức nha. Các phương thức khác thì các bạn viết ở dưới tiếp theo. Ví dụ như là export, cái này là update, delete gì đó, các bạn viết tiếp ở phía dưới. Đúng không ạ? Các bạn làm xong cái này đã thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp vào buổi sau, ta sẽ nói kỹ hơn. Và cô vẫn phải check lại các bạn làm đến đâu đã. À, các bạn phải làm cho quen ha. Ok. Được chưa? Đó là tôi giải thích xong các bạn về làm tí là xong à? Rồi xong cái này rồi thì bây giờ các bạn làm tiếp cho cô cái tiếp theo, đó là cái root, ha, cái root. Ok, các bạn new một cái file là sản phẩm chấm root chấm một js javascript, các bạn thấy nó hoàn toàn là javascript đúng không? Đấy, ta làm đến cái root. Đấy thì ở đây các bạn nè, ở đây ta dùng cái body parser nha các bạn, body parser. Đấy, cái này có hai cái phương thức. Thì bây giờ tôi copy xong tôi nói luôn, không mất thời gian. Đây, cái root của tôi đây. Cana cho ná cái đồ C nha. Đấy, cô sẽ làm nhanh hơn các bạn một xíu, bởi vì là cô copy, còn các bạn sẽ phải gõ.
Đấy, bạn nào gõ nhanh 10 ngón thì chắc cũng kịp. Bạn nào mà không gõ kịp thì từ từ. Đây. Ta require cái gì? Require cái anh sản phẩm. Controller. Ok. À, cô click chuột nó không có ra, có nghĩa là nó đang bị lỗi gì nè. Controller sản phẩm. Cái này ấy sao kỳ à? Control thì có chữ S được cô. Đâu, cô có chữ S không? Không, cái đường dẫn hồi nãy cô, À. control có chữ S. Đây, cô cái này quên à. Cái này cô phải để chữ S vô nha. Thực ra S là số nhiều á. Cho nên cô cố tình để là để số nhiều. Cái tên này cô quên. Được chưa? Đấy, cố tình đấy. Cố tình để chữ S đấy. Cho nên giờ ok nè. Đấy, thấy không? Sai đường dẫn là biết liền. Trỏ vô không thấy là biết liền. Đấy. Cái này các bạn để cho cô là cái sản phẩm đi ha. Ok. Rồi, các bạn nhìn nè. À, cái này cũng dùng Express. À, cái này tại vì tôi đang phải dùng cái Express Router nè. Cái path này là để cô đang cái dùng cái đường dẫn nè. Để lấy cái đường dẫn nè, cái link nè. Đấy, tại sao cô lấy link cô sẽ giải thích các bạn sau. Cái này là cô phải dùng cái Express Router để cô điều khiển các trang giống cái app của ta chấm get chấm post. Bây giờ cô dùng cái router nha. Đó, cái này nè. Khi cô tạo ra cái router set get set create, tức là khi get có nghĩa là tôi vào từ đường link á và vào bằng phương thức get á các bạn, thì nó sẽ nhảy tới cái view, nhảy tới cái view. View cái này tôi sẽ để là view của ta sẽ để là sản phẩm ha. À, đặt cho nó đông nhất ha. Sản phẩm create. Đó, sau đấy send file root path. Tại sao lại dùng root path? Bởi vì thế này các bạn nhé. Cái phương thức require này nè thì nó sẽ cho phép các bạn lấy cái đường dẫn này gọi là đường dẫn tương đối. Đường dẫn này là đường dẫn tương đối. Nhưng cái anh resolver à cái quên, anh send file này nè thì anh phải lấy đường dẫn tuyệt đối, tức là phải nó phải dùng cái absolute path, tức là đường dẫn tuyệt đối nó mới chịu. Còn cô mà dùng đường dẫn tương đối là nó không hiểu. Cho nên cô sẽ phải dùng thêm cái path cái của cái có sẵn này nè. Cái path này để cô lấy được cái đường dẫn tuyệt đối. À thì cô chỉ cần đưa cái thư mục vào xong cô dùng cái path.resolver cái này thì nó sẽ ra được cái đường dẫn tuyệt đối của cô. À cô mới đưa cái root path vào đây. À, đường dẫn mà bắt đầu từ cái thư mục gốc á, thì ta gọi là root path. À, là đường dẫn tuyệt đối. Đó, lý do vì sao tôi phải dùng thêm cái path này. Tôi làm một cái thao tác tôi lấy luôn cả full cái đường dẫn. Đây, các bạn có thể là console log ra cái root path các bạn sẽ thấy ngay. Nếu các bạn lấy cái đường dẫn tương đối nó không chịu nha các bạn, nó không chịu. Và trong cái tình huống này các bạn cũng không thể sử dụng cái ship gạch cái dir name được. Tại vì ship gạch dir name á thì nó trả về cái thư mục router, rootist. Mà cô sẽ vào cái view này nó sẽ rất là khó khăn không vào được. Cho nên cô cũng không dùng cái ship ship gạch cái dir name được. Đấy. Đó là lý do. Thì hiểu không ạ? Đấy. Thì chỗ này là cái mục đích đơn giản là tôi lấy cái đường dẫn gốc thôi. Đường dẫn gốc thôi. Cái này là lấy đường dẫn gốc. Đấy, đường dẫn gốc của root patch. Đó là cái này là cái absolute đó. Cái absolute. Cô mình xài handle 3 nó có khác gì không cô? À, cái handle bar thì bản thân cái handle bar thì các bạn này nó đỡ một cái này nó sẽ khác đấy, nó không giống cái này. Tức là cái handle bar tức là em có cái cơ chế gọi của handle bar thì khi lúc em gọi nó thì em gọi tên file cái thì nó nhúng vô trong cái thư mục của nó, tức là nó có cơ chế điều khiển, các bạn không can thiệp cái này. Không cần can thiệp cái này. Bản thân cái này của cô lần trước là ở đây cô để là send file, còn các bạn là render, hiểu không? Hiểu hiểu chưa không? Các bạn render chỉ đưa cái tên của cái file thôi, còn cái của cô là cô phải đưa cái đường dẫn. Cái handle bar thì nó không khác cái gì, tức là các bạn Khỏi cần phải báo cái bác. đúng đúng rồi, handle bar các bạn không còn quan tâm cái này. Nếu dùng handle bar thì lại không còn quan tâm cái này. Chính xác. Rồi, ok. Tiếp nào. Cái post là cô cũng xẹt cái create. À, cái này là URL
Encode Passer thì biết rồi, cái này là controller, sản phẩm controller. Đấy, cô chậm tới cái phương thức của cô export ở bên này. Phương thức của cô export bên này là sản phẩm create, các bạn copy thôi đưa sang. Đấy, Ctrl V xong. Và đương nhiên cũng phải export cái router này ra. Ok. Là cô vừa tạo xong cái anh root đúng không ạ? Được chưa? Được chưa? Tạo xong cái root. Rồi tiếp đến cái phần view. Tạo một cái view new file. Ở đây tao gọi là sản phẩm create ha. Create.html. HTML. HTML, ok. Được chưa? Rồi. Thì ở đây các bạn tạo trang HTML bình thường thôi. Ok. Đây cô tạo cái form. Đây cô tạo cái form. Là xấu xấu nhá, action nè. Action thì bằng cái này các bạn nè. Action ở đây cô để là cái post nè, để create nè. Cô để action là set create nè. Đây. À chưa, action à không không không, chưa chưa chưa. Rồi. À, không không để create được, để create nó sai ạ. À, tôi sẽ để sau từ từ đã. Rồi. Method nè. Là post nè. Được không? Ok, các bạn có thể đặt tên cho nó ha. Đặt tên để sau này các bạn lỡ có gọi gì đó thì gọi. Cái này là app sản phẩm. Ok. Đây là detail. Chi tiết đi ha, chi tiết. Form chi tiết. Trong cái form này cô đặt các bạn là thẻ P để các bạn xuống dòng ha. Đây là cái này input. Input. Type bằng text, các bạn để cho cô cái name. Cái name này rất là quan trọng. Cái name này nè. Nó phải đúng bằng cái anh này nè. Tên sản phẩm nè. Giống cái này nó mới mới nó mới, mới mới query được, nó mới lấy được, request được. Đó, placeholder đi ha. Đó, nhập tên. Nhập tên như vậy. Sản phẩm. Rồi tiếp tục copy. Đó, cái tên thứ hai là hình. Chọn hình. Chọn hình. Cái này các bạn để là file ha. Thì sẽ bỏ cái này ra. Đó, cái này giá. Giá TXT giá. Ctrl C, cái này Ctrl V. Đó, nhập giá. Rồi cái tiếp theo nữa là cái C. Cái này sau giá là cái gì? Sau giá cái này là loại ID. Ha, loại ID. Nhập mã loại. Okay. Rồi các bạn thêm một cái nữa là thẻ P. Button cũng được ha, button. Type bằng submit. Bình thường type của button này nó ngầm định là submit nha các bạn. Đó, cái này các bạn để cho cô là tạo thêm mới. Ok. Đó. Là anh này form. Xong thì bây giờ trong cái app các bạn dùng cái gì? Cái app này quan trọng này. Trong cái app này còn cái nữa chưa xong ha, còn cái view nè, tạo view xong rồi nè. Thì thêm cái đoạn code này nè. Require cái root sys, cái này ta dùng cái root nha, đúng không? Cái root này nè. Đúng không ạ? Đó, ta thêm cái dòng này vào. Đó. Cái này mới là cái app của ta nè. Cái này là cái content, cái nội dung nè. Nội dung ta viết ở đây nè. Ta cũng là cái constant. À, cái là ví dụ như là tôi để cô để cái này là cái sản phẩm bằng require đấy là chấm 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 set nè tới cái anh là root nè root sys nè tới cái anh là ấy sản phẩm chấm root nè
Ok. Rồi, control cái. Ê khoan. À quên, rút đâu có cần chấm chấm xẹp. Chấm xẹp thôi. Ok, rồi ok. Đó, nó vào đây là ok nè. Tại vì tại sao chấm xẹp là đi ra một mức, còn chấm xẹp hoặc không có chấm xẹp. Đấy, để như này cũng vậy, hoặc là chấm một xẹp thôi thì nó giống nhau. Đó, ví dụ như vậy. Đấy, thì nó tại vì cái này ngang hàng với cái root mà. Cái app này là ngang hàng với root. Những cái khác ta phải chấm chấm xẹp bởi vì cái này nó là trong ở phía trong một cấp nó phải ra đây một cấp. Ra một cấp các bạn vô ngược lại cái view. Cái này gọi là đường dẫn tương đối. À, có đường dẫn tuyệt đối là nó bắt đầu từ thư mục gốc trở về sau thì nó gọi là đường dẫn tuyệt đối. Được chưa? Rồi các bạn app user, cái này các bạn xem nè, user nè. Cái này chấm nè. Cái này là xẹt nè. Sản phẩm nè. Phẩy nè. Cái sản phẩm nè. Đây nè, các bạn giải thích chỗ này nè. Bởi vì cái chỗ này các bạn là sử dụng cái này các bạn xẹt sản phẩm thì khi gọi các bạn nha. Khi gọi vào root nè. Thì các bạn sẽ phải là sản phẩm xẹt sản phẩm. Sau các bạn lại xẹt tiếp root đâu, root của tôi đâu, xóa bớt đi cái root của tôi đâu. Cái root đây. À, tôi lại phải xẹt tiếp cái create một cái nữa thì nó mới vào. Còn nếu các bạn mà lấy cái này mà xẹt trực tiếp create không được, ta phải xẹt ta, ở đây tôi để là user sản phẩm mà. Thì nếu các bạn sau này làm admin login á, các bạn không cần bỏ cái gì nữa thì các bạn xóa cái này đi. Là các bạn xẹt trực tiếp luôn. Còn cái này là cô đã phải thông qua cái sản phẩm, cái này là cách cô chia cái module. Chia cái module, sau này các bạn category thì các bạn phải xẹt category cái nữa để các bạn khô khỏi. Tức là khi chia các cái thư mục này, cái xẹt này các bạn tức là không bị trùng lắp. Tức là các bạn có thể đặt giống nhau. Nhưng mà sản phẩm thì sản phẩm xẹt create, còn phân loại thì phân loại xẹt create. Ở chỗ này cái chỗ cái create này các bạn không cần phải sửa nữa, phải không phải sửa từng cái một nữa. Đây. À thì đi các bạn đi theo cái từng thư mục một. Vậy bây giờ cô muốn chạy ra sản phẩm á, cô chạy lại cho cô các bạn coi nha. Đây. Cái này nó vẫn đang chạy đúng không? Ctrl C nè, Ctrl V cái chạy lần nữa nè. Chạy lại lần nữa nè. Cho nó ngon lành nè, được chưa? Ok, successful nha. Bây giờ cô sẽ chạy nè. Cô sẽ chạy như sau. Cô sẽ cài là localhost 3000 xét sản phẩm nè. À, xét sản phẩm là xét cái nữa nè. Là create nè. Đấy, ok. Thì nó ra cái sản phẩm của cô, nhập tên sản phẩm, cái choose file, ok. Được chưa? Ok. Rồi. À, nếu các bạn bây giờ ở vậy ở trong cái các bạn để ý cho cô ở trong này nè, trong cái sản phẩm này nè, cái post này nè. Create này nè, thì ta sẽ không chạy create nữa mà ta phải xét sản phẩm cái nữa. Tức là ta cái đường dẫn của ta phải là như vậy nó mới chịu, xét sản phẩm cái nữa nó mới chịu. Đúng không? Bây giờ cô nhập thử nha. Cô nhập thử nè. À, đâu rồi đây? F5 line nè. Nhập thử nè. Ok. Cái gì à? Cái gì à? Ở đâu à nhỉ? Ok. Rồi. Cái này cô đặt là ví dụ như là Nokia 0005 gì đó. Đặt đài thôi, cô chọn. Cái này nó sẽ add tên file nhé các bạn, các bạn sẽ lưu trữ file riêng nè. Các bạn có thể xem vào cái tutorial để các bạn xem cái cách lưu file ha, à, cách cách cái nha, upload file rồi lưu file, lấy file như nào nha. Cô chỉ lưu trữ tên file thôi. À, nhập giá là 200 đô nè. Mã loại thì nó là ID, thì cô vào đây cluster này nè. Và cô lấy cái mã ở trong này cô có sẵn category rồi, cô lấy vô cho các bạn coi thôi. Nó là dạng object ID. Đây, giả sử như cái này cô có sẵn cái anh này rồi, category này rồi ha. Cô lấy cái này cô demo cho vui ha. Lần sau các bạn cũng load cái này ra để lấy cái ID của nó này các bạn. Đâu rồi? Edit đi, copy cho nó dễ. Thực ra các bạn để lưu chuỗi nó cũng được luôn á. Lưu chuỗi cũng được luôn á. Đâu cái của tôi đâu đây. Cô lưu cái ID này nè. Rồi cô thêm mới nè. Nó là đã sẽ mới thành sản phẩm thành công là các bạn có thể vào đây các bạn coi nè. Đây. Refresh lại nè.
Refresh lại nè. Đây có sản phẩm rồi. Từ từ nó có rồi đấy. Cô vừa click là nó ra rồi đấy. Refresh rồi này lâu. Thêm cái nữa cho vui nè. Backlight nè. Refresh nè. Rồi Samsung. Samsung S10 như vậy. Cô chỉ lưu tên file thôi, tên gì cũng được, thực ra các bạn lưu cái tên file đó, ví như là 750 đô chẳng hạn, nhập mã loài cái khi nãy, nhập luôn cái này cùng loài chẳng hạn, thêm 10 cái nữa. Anh này tôi chậm dữ nhà, chờ xíu nha, là thành công rồi nha. Các bạn phải được hai dòng sản phẩm nha. Thì ở đây là không bắt lỗi trùng tên gì hết, bởi vì cái ID nó tự tăng, cũng không cần bắt lỗi tăng cái kia luôn. Cái gì trời, click vào sản phẩm nào, các bạn sẽ thấy là có hai dòng sản phẩm là Nokia nè, Avata nè, cái này 200 nè, Samsung là hình nè, 750 là Object ID giống nhau nè. Sau này các bạn truy vấn vào loài thì các bạn truy vấn theo cái loài này nè, query theo cái loài đấy, để theo phân loài này là được. Ok, vậy là cô vừa demo xong.